Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Hưng Yên có trên 100 ha trồng sen kết hợp với nuôi thả cá. Trước đây, nông dân ở các địa phương trồng sen chủ yếu để lấy hoa và hạt. Thế nhưng năm nay, Hợp tác xã Hoa Sen, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu đã tìm hướng đi mới cho sản xuất sen, đó là làm trà sen bách diệp. Đầu giờ sáng, các xã viên hợp tác xã hái sen, sau đó cho trà vào sen để ướp, bởi nếu hái ban ngày, hương sẽ bay đi hết. Bông sen được mở ra cho trà, gói lại để quyện hương. Đối với hoa sen, được chọn những bông sen tươi, bông to, nhiều nhụy. Trà được hợp tác xã ướp thường là trà Tân Cương, Thái Nguyên hoặc ngắt từ các vùng trồng cây trà cổ ở Hà Giang. Sau khi cho trà vào bông hoa sen, ủ tự nhiên khoảng 24 tiếng. Khi sử dụng, trà sẽ có mùi thơm của hoa sen, hương thơm thanh khiết, nhẹ nhàng và chữa được một số bệnh. Những người yêu trà thì họ rất là thích cái hương vị trà sen. Thế nên để hướng tới mục đích phát triển kinh tế thì tôi tìm đến cái việc phát triển trà sen truyền thống. Cái thị trường mà bên hợp tác xã Hoa Sen Bình Minh hướng tới đó chính là trà sen, nhưng mà là trà sen sấy thăng hoa để có thể bảo quản trong nhiệt độ thường, không phải bảo quản trong tủ trữ đông nữa. Thì khi bảo quản trong nhiệt độ thường thì mình có thể dễ dàng vận chuyển và cái thị trường mình có thể chiếm lĩnh nhiều hơn. Hợp tác xã Hoa Sen Bình Minh trồng 7 ha sen bách diệp trên tổng số 16 ha sen các loại để làm trà sen. Sen bách diệp khác với sen quỳ là nhiều cánh, sắc hồng tươi thắm, cánh hoa dày, sen rất thơm và thơm lâu, phù hợp để ướp trà. Từ đầu vụ đến nay, hợp tác xã sản xuất được 10.000 bông trà hoa sen, chủ yếu xuất đi thị trường Hà Nội, Hưng Yên. Giá trà hoa sen có nhiều loại tùy thuộc vào loại trà ướp và cách sấy bảo quản. Giá dao động từ 25.000 đến 50.000 đồng một bông trà. Loại đặc biệt giá từ 45.000 đồng đến 100.000 đồng. Sản xuất trà sen là hướng đi mới với những người trồng sen ở Hưng Yên, góp phần đa dạng sản phẩm từ sen cũng như nâng cao vị thế của hoa sen Hưng Yên, vốn đã nổi tiếng khắp vùng. Cùng với sản xuất trà sen, Hợp tác xã Hoa Sen Bình Minh còn phát triển du lịch từ sen, bán lá sen cho các doanh nghiệp bào chế thuốc chữa bệnh, hoa sen cho các nhà hàng khách sạn, hạt sen cho các doanh nghiệp sản xuất mứt hạt. Ước tính vụ sen năm nay đem lại doanh thu cho hợp tác xã trên 400 triệu đồng.